sửa xong một phẩm vàng số D4 bại CBS Scouting với hiện lỗi là máy bị treo máy không phải được bật lên là đèn này nó không sáng cái đèn nào cả, đèn nền màn hình không sáng xanh. Và chúng ta quan sát khi mà bật đèn soi vào trong này thì thấy hiện một cái gạch ở hàng trên. Tắt máy đi thì lại không hiện gạch, nhưng mà bật máy lên lại hiện một cái gạch ở hàng trên, đèn lên không sáng, tất cả các đèn mặt trước lại không sáng. Và nếu có tháo máy ra thì quan sát thì vẫn thấy quạt nó chạy, vẫn thấy quạt nó chạy mà treo máy không động được nhé. Đó, hiện tại đã sửa chữa ok. Và công nghệ của cái dòng vang này thì mình cũng đã cập nhật đầy đủ từ rất là lâu rồi, nên là sẽ hỗ trợ khách hàng sửa chữa được với toàn bộ tất cả những cái lỗi, các cái pan bệnh có thể sinh ra trên đơn vang này. Hoàn toàn có đầy đủ các cái linh phụ kiện thay thế phần cứng cũng như là phần mềm để có thể xử lý sửa chữa các lỗi, fix các lỗi liên quan đến phần mềm. Đó, bao gồm như là không lưu này, lỗi khởi động đơ này, không cái đôi máy tính được này, các lỗi phần cứng có thể sôi lổ mất tiếng, treo máy đơ máy cũng có thể lỗi phần cứng chập chờn nếu lúc có lúc không hoặc là không lên nguồn, lỗi đường mic đường nhạc có thể rè nghẹt méo tiếng. Mọi thông tin chi tiết về sửa chữa các lỗi trên dòng vang số D4, tất cả những phiên bản từ bãi đến mới, có thể là D4 thường hay D4 Pro, đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy 0868599624 để gặp trực tiếp thành viên để tư vấn. Mọi người yêu cái kênh có thể bấm đăng ký kênh, và cũng như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông báo để thường xuyên theo dõi cũng như là cập nhật được sớm nhất những video mà kênh đăng tải cập nhật hàng ngày. Video này mình sẽ đăng tải lên trên kênh mới của mình, đó là kênh sửa vang số. Mọi người yêu quý kênh có thể đăng ký kênh và hãy kích vào nút hình quả chuông theo dõi để ủng hộ kênh của mình nhé. Mình sẽ liên tục cập nhật những video lên trên kênh mới này. Thì hiện nay là mình đang làm việc trên các cái kênh chính như là kênh audio 98 số, kênh thứ hai là kênh hòa 98 số, kênh thứ ba là kênh sửa vang số chuyên nghiệp, kênh thứ tư là kênh sửa âm thanh chuyên nghiệp. Trên tổng các cái kênh mình vừa đề cập tới thì mình đăng tải tổng hợp lên tới hàng nghìn video rồi, hàng nghìn mấy trăm video rồi, hơn nghìn video rồi, mình nhận rất nhiều mấy rồi về giới thiệu sửa chữa và hướng dẫn sửa chữa rất là nhiều các dòng sản phẩm rồi. Đó, để cụ thể hơn thì mọi người có thể truy cập qua các cái kênh YouTube đó để có thể tham khảo thêm. Mọi thông tin chi tiết mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy 0868599624 gặp trực tiếp nhân viên để được tư vấn, trao đổi cụ thể nhất mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.